Xin chào bạn Tô Tố, thì giờ này chúng ta sẽ tới cái trò game này bạn ha. Trò game này thật ra nó cũng dễ lắm bạn. Sử dụng những kiến thức cũ chúng ta đã học rồi thôi. Game này sử dụng cái joystick, để điều khiển nhân vật chúng ta ăn những cái điểm sáng á, và tránh những cái vùng rìa hay là những cái gai nhọn đó bạn. Nó chỉ đơn giản như đâu bạn, dễ à. Rồi, tôi sẽ chơi thử cho các bạn xem ha. Game này dùng kiến thức cũ thôi. Rồi, thấy chưa? Yêu cầu chúng ta là ăn những gì đồng xu và chạm màn hình để điều khiển cái này nè. Chạm màn hình để điều khiển cái này nó tránh ăn những cái điểm đốm sáng đó, thì ta sẽ được một điểm thôi, được 9 điểm rồi nè, trên đây nè. Khiến ta chạm bất kỳ cái nền hay là cái gai nhọn cái nào gì thì chúng ta sẽ thua. Còn ta ăn hết thì chúng ta sẽ thắng, ví dụ vậy. Ví dụ tôi ăn hết ha, nè, thì ta sẽ chiến thắng. Còn ví dụ như chúng ta đụng với những cái gai, ví dụ tôi làm thử đụng gai này ha. Thấy chưa, thì chúng ta sẽ thua. Rồi, đây nó còn cái kỹ thuật nữa là bình thường các bạn sẽ thấy là những cái hạt phát ra thì nó rất là yếu mà. Thấy không? Hạt rất là nhỏ. Nhưng mà khi chúng ta di chuyển thì cái hạt li ti ti nó phát ra rất là mạnh, rất là xa. Chút tôi chỉ bạn làm những cái hiệu ứng này ha, nhìn kỹ mới thấy. Thấy chưa, ban đầu nó phát rất là ít nhưng mà khi chúng ta di chuyển thì nó phát rất là xa. Nè, những cái hạt đó. Rồi, giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn làm ha. Đầu tiên đó thì cái này thì cái cảnh này không có di chuyển nhá, chỉ đi tại chỗ thôi. Rồi giờ bắt đầu từ đâu ta, bắt đầu những cái quan trọng trước đây. Thứ nhất là điều khiển nhân vật chính đi, rồi những tới những phần hiệu ứng hình ảnh đẹp sao, quan trọng cái điều khiển nhân vật trước, tức là nhân vật quan chạm vô nó để di khệ chuyển mà, là chúng ta sẽ sử dụng cái joystick thôi. Này đã học quá quen rồi, đây là thêm cái joystick này vô đây cho phóng to lên, thấy chưa. Rồi và những cần chạm này điều khiển được nhân vật chúng ta ra, nhân vật chính ta rồi. Ok, rồi tiếp theo vô trong trò chơi thì chúng ta sẽ ăn những cái đốm sáng. Đốm sáng nó là cái này nè bạn, khi chúng ta đụng nó là những đồng tiền xu thôi, những cái đồng tiền nó ăn thì chúng ta sẽ được một điểm. Rồi cái đó quá dễ ha. Ở đây có nhiêu đốm thì bạn ăn được bao nhiêu điểm, như đây là 18 đốm nè, 18 cái điểm phát sáng. Rồi nè, ta di chuyển ăn được những cái điểm này. Còn kẻ thù chúng ta là những cái còn lại bạn, ví dụ như nền đất nè, thấy không, có va chạm nè và phá hủy nhân vật chính chúng ta, những cái nền đất đang chạm những nền đất nè, ví dụ như tôi chạm những cái gai nhọn nè, gai nhọn cũng vậy, nó là đối tượng cố định thôi, và nó sẽ phá hủy nhân vật chính ta nếu đụng vô, là ok ha. Là xong việc mà điều khiển nhân vật rồi, va chạm với kẻ thù rồi, rồi còn gì nữa, hết rồi. Giờ quan trọng là ví dụ như chơi chơi thắng thì bạn, khi ta đụng với những cái gai thì tất nhiên là chúng ta thua, thì không nói gì, cái đó thì quá quen rồi. Thì thua đó là do chúng ta thêm cái gì bạn, thêm trong cái phần UI nè, ta sẽ thêm cái phần một cái con mắt vô đây. Con mắt này có tên là event đó, event observer nè, nó thì cái đó là khi ta thêm vào đây rồi, khi mà nhân vật chính ta chết thì ta sẽ thua các bạn. Thì cái con mắt đó là event poster đâu rồi, đây nào, nó nằm ẩn phía sau đây nè, này game over nè, trong đây chỗ phấn xanh ta chọn nè, event là khi game over, thấy chưa, chức năng là mặc định default game over, nghĩa là khi nhân vật chính ta chết đó, thì các bạn nó sẽ di chuyển đến cái giao diện này, giao diện chơi thua nè. Ok ha, thì cái này nó quá quen thuộc với chúng ta, là giống như những cái trò game khác thôi, nhưng mà ở đây nó có một cái tùy chọn cho chúng ta biết là khi nào chúng ta thua bạn. Thì bạn thấy trong đây nó sẽ có tùy chọn này, ở trong khi nào chúng ta thắng, nó có thêm một cái sự kiện event khác nữa, ngoài trừ cái event ẩn ở trong đây nè, event này là thua game over ha. Nó còn thêm một cái event nữa là cái event này, event này cũng là lôi từ trong đây ra thôi bạn, lôi từ trong đây ra nè. Cái điều cái event này nó khác cái là cái chức năng nó khác thôi, cái kia chức năng là game over đúng không, còn cái thằng này chức năng nó là season coin, có nghĩa là thu thập đủ cái lượng tiền xu ở cảnh hiện tại thì chúng ta sẽ chiến thắng. Thì trong trường hợp này nó đang để số lượng là 18 xu ha, thì chúng ta sẽ default, thực hiện chức năng default nghĩa là mặc định đó, mặc định nó nghĩa là di chuyển đến cái cửa sổ này nè bạn, di chuyển đến cái giao diện này, là khi chúng ta được 18 xu, giao diện này chính là giao diện chiến thắng nè đó. Rồi bạn hiểu được vấn đề ha, tại sao mà cái trò game này nó hơi khác biệt là nó thêm hai cái giao diện UI, một cái là game over, một cái là game won, nghĩa là chiến thắng á, đã chiến thắng á, thì nó sẽ ra cái giao diện này. Rồi nên ta chỉ cần ăn đủ 18 cái đồng xu thôi, ok ha, 18 cái điểm phát sáng thôi là chúng ta sẽ ra được cái giao diện win, đó là chiến thắng. Rồi cái cách chơi trò này đơn giản lắm, chỉ cần chạm màn hình để di chuyển thôi, ăn những cái màu trắng trắng đó và tránh những cái chướng ngại vật, những cái gai nhọn là chúng ta sẽ chiến thắng thôi, ok ha. Rồi còn mà thấy từ lúc mà thấy những cái chữ này nó mờ mờ không, thì sẵn đây ta nói luôn, đó là trong phần UI chúng ta thêm những cái label cho bạn, label nè, trong cái label nó sẽ có cái nút là tự động ẩn nè, bạn sẽ nhập cái thời gian vô, trong trường hợp này nó ghi là nửa giây, nghĩa là sau khi nó xuất hiện nửa giây thì nó sẽ từ từ mờ dần, ẩn dần ha. Rồi còn đây còn cái hiệu ứng mà chúng ta chưa biết nữa là cái gì, đó chính là cái phần những cái hạt li ti này,
Tại sao ban đầu những hạt li ti này á, là nó phát ra rất là nhỏ, rất là cái bán kính đó bạn, nó phát ra gần lắm, nhưng mà khi chúng ta di chuyển thì những cái hạt này bạn nhìn thấy nè, nó phát ra rất là xa. Tại sao vậy? Thì đó là do chúng ta tùy chỉnh cái phần giao diện của nhân vật chính thôi. Ví dụ như là ban đầu thì nó sẽ là trong cái phần mặc định đó bạn ha, mặc định default nè, thì nó sẽ có cái phần hiệu ứng hạt, hay hiệu ứng hạt nè. Ý tôi phải tắt cái chế độ đang phát mới được, đang review đây, tôi đang lít vô hiệu ứng hạt của cái nhân vật chính ta, chế độ mặc định là default nè. Thì những hạt này nó phát ra rất là gần, mà tổng cộng là 50, mỗi lần phát ra 15, bắt đầu là 7, kết thúc là 0. Thì bạn lưu ý nhìn kỹ là những hạt này bạn thấy có cái dạng là nếu như là nó phát ra, sau đó nó sẽ đi giật lui lại, nghĩa là nó phát ra sau đó là nó đối những cái hạt khác mà chúng ta đã làm những trò game khác á, là khi nó phát ra rồi nó sẽ biến mất đúng không, mà đặc biệt đối với game này là khi phát ra rồi sau đó là nó sẽ giật giật ngược lại trong cái tâm lại. Là làm sao được vậy, là do chúng ta chỉnh cái này mà cái gia tốc bán kính này nè, bình thường là số dương thì nó phát ra, nhưng mà này là số âm, mà nó nghĩa là nó sau khi nó phát ra rồi thì nó sẽ giật vô lại. Đuổi ha, đó là một cái tùy chỉnh thêm. Thời gian tồn tại là 3 giây rồi là xong các bạn. Giờ bạn lưu ý cái gì ta, cái tốc độ hay cái lực phát nó ra là bao nhiêu. Cái tốc độ nó là 300 nè, đúng không? Rồi tổng tốc độ là 300 các bạn ha. Đây rồi, khi mà nhưng mà khi bạn qua bên cái phần mà khi mà nó di chuyển các bạn, là di chuyển nè, thì nó là một cái hiệu ứng hình ảnh khác ha. Như trên đây bạn sẽ thấy nè, cũng tương tự vậy, nhưng mà cái phần particle này nó sẽ là khác, nó sẽ chỉnh cái phần phát ra rất là xa, hồi nãy phát ra rất là gần đúng không, giờ mình thấy phát ra rất là xa đúng không, hồi nãy cái bên kia là cái kích thước như là 7, giờ đây qua đây là 9 rồi nè, giờ nó sẽ phát ra rất là xa. Cái tốc độ này thấy chưa, hồi nãy bên kia tốc độ di chuyển ra chỉ có 300 thôi đúng không, qua đây tốc độ di chuyển tới 500 luôn nè, chứng tỏ là nó đi ra rất là xa rồi sau đó nó mới giật giật lại đó. Đó là lý do tại sao là bạn thấy là bình thường di chuyển á, thì những cái hiệu ứng phát hạt á, thì nó rất là gần, bình thường ở yên chỗ chứ nè, nó ở yên chỗ, nhưng mà khi đi thì hiệu ứng phát hạt á, là nó chuyển sang những cái hạt đó nó phóng ra rất là xa. Là do cái mẹo là cái người làm game á, người ta để hai cái hình ảnh hoặc hai cái hiệu ứng hoạt hình á khác nhau, một cái ở gần một cái ở xa, một cái default là cái mặc định, cái là mu là lúc đang di chuyển, cái lúc mu đang di chuyển thì ta sẽ để hiệu ứng phát hạt rất là xa mà nó chỉ đơn giản như thôi. Ok ha, hiểu được rất là tận tình cái vụ, rất là kỹ cái vụ mà phát hạt này ha. Mỗi trò game nó sẽ có một cái điều chúng ta học hỏi mới. Rồi đây là trạm để di chuyển thôi, rồi phát ra những cái hạt. Trong trò game này thì nó có cái điều mới là nó thêm một cái con mắt quan sát các bạn. Cái này tôi làm bên Vivox 3D nhiều rồi. Là nó ngoài trừ cái nốt cái con mắt quan sát là game over, thì người ta còn thêm một cái con mắt quan sát là con mắt này nữa, là con mắt dùng để tính điểm. Nếu ta được 18 đủ cái coin là tiền xu thì chúng ta sẽ qua cái giao diện mới. Dù vậy bạn hãy tự chọn là coin hay là pawn gì cũng được, tùy bạn, điểm số hay tiền số cũng được. Thì theo trò game bạn á, bạn quy định là cái những cái điểm sáng nè bạn ăn á, thì bạn được tiền xu hay là được điểm. Trong trường hợp này nó ghi là khi ta ăn thì ta được cái gì, được coin là được tiền xu nè ha, được 1 xu nè. Còn nếu bạn quy định ở đây là 1 điểm á, ví dụ như đây là được 1 điểm nè, thì cái phần mà season ở ngoài á, cái phần mà tính điểm này nè, bạn phải để tùy chọn là được 18 điểm các bạn ha, nghĩa là season point chứ không phải là con nữa, con là tiền xu, point là điểm. Rồi lưu ý chỗ đó ha. Rồi video này tôi sẽ kết thúc cái trò game đi, cũng tương đối em này, tôi cũng tương đối hay á. Ta sẽ di chuyển như thế này, nó tránh chạm những cái gai, chạm thì sẽ thua, ăn hết thì ta mới qua cửa đó. Ok rồi, qua video sau ta sẽ tiếp tục tới cái mẫu game tiếp theo. Game này mới rồi, game này đi, game này sao tôi thấy giống như cái dạng mà đi cảnh quá ta. Có điều chúng ta sẽ nhảy lên ha, nhảy để tránh những cái chướng ngại vật. Rồi rồi sao ta sẽ tới này ha, Sticky Zoom nè. Tôi là Tú đã dẫn các bạn trên trang web là www.fantu.com. Hẹn gặp lại các bạn.